Giải golf quốc tế Vinpearl World Amateur Golfer Championship Việt Nam 2018 gồm 2 vòng loại và 1 vòng chung kết diễn ra tại sân Vinpearl Golf Nam Hội An. Hôm nay ngày 27 tháng 7 năm 2018, công tác chuẩn bị cho giải đấu đã hoàn tất. Các golfer đã bắt đầu đến đánh tập ở sân. Hãy cùng lắng nghe ban tổ chức có những chia sẻ sau đây. Hiện tại đến giờ phút này thì có hơn trên 160 golfer tham dự và chúng ta sẽ chia làm 2 lượt trận là vòng loại buổi sáng và vòng loại buổi chiều. Thì mỗi lượt trận sẽ có khoảng tầm 80 người và từ mỗi lượt trận đó chúng ta sẽ tìm ra 25 người chiến thắng ở lượt trận buổi sáng và 25 người chiến thắng ở lượt trận buổi chiều. Và như vậy sẽ có 50 người vào vòng chung kết và vòng chung kết sẽ thi đấu với 50 người theo 5 bảng khác nhau và sẽ tìm ra 5 người chiến thắng của 5 bảng để đại diện cho Việt Nam. Về sân golf Vinpearl Nam Hội An là một sân mới của tập đoàn Vinpearl. Theo đánh giá của mình thì đây là một sân golf không quá khó đối với các golfer bởi vì có green và fairway rất là rộng. Tuy nhiên là bên cạnh đấy thì sân golf Vinpearl Nam Hội An vẫn tiềm ẩn một số những cái thử thách đặc trưng của sân lean, ví dụ như là những đồi cát và hệ thống bunker trải dài thì cũng là những cái khó khăn mà luôn luôn chờ đợi những golfer. Tham dự giải đấu lần này còn có cựu cầu thủ bóng đá Nguyễn Hồng Sơn, nhạc sĩ Minh Khang và hãy cùng lắng nghe chia sẻ của họ sau ngày tập đầu tiên trên sân. Một cái điều rất là ngẫu nhiên, đó chính là lần đầu tiên tham dự cái giải này và cũng là lần đầu tiên Hồng Sơn tham gia một cái sân mới mẻ, sân Nam Hội An. Với cảm nhận đầu tiên thì phải nói rằng đây là một cái sân golf rất là tự nhiên, thiên nhiên tự nhiên, thơ mộng. Và cái cảnh quan phải nói là hơi có một cái chút giống bên nước ngoài. Với thời tiết này, hôm nay phải nói rất tuyệt vời. Và phong cảnh, rồi kể cả các cái bố cục của sân cũng phải cảm nhận rằng đây chính là một cái sân golf mà tôi cũng rất yêu thích. Và tôi nghĩ rằng ngày mai sẽ có rất nhiều cái sự bùng nổ, sẽ có rất nhiều cái sự bất ngờ ở những hố 33 hay kể cả những cái hố mà cần phải chinh phục 34 hay 35 gì đó. Và tôi hy vọng ngày mai sẽ có rất nhiều các golfer được xướng tên trên cái bảng vàng. Đẹp như một người phụ nữ, chúng ta cần phải chinh phục. Đó là tâm lý của một golfer. Khi mà đến cái sân này chưa biết được sân này địa hình như thế nào, nôn nóng lắm. Rất là muốn là chinh phục mà hôm nay được thêm một ngày mà trải nghiệm để ngày mai giải thi đấu thì thực sự còn gì bằng. Hôm nay cảm thấy mình cú đánh mình rất là phiêu. Hy vọng là ngày mai đạt được cái số điểm rất tốt. Mọi thứ đã sẵn sàng, hứa hẹn một giải đấu đầy hấp dẫn phía trước. Những thông tin về golf sẽ được golfnews.vn chia sẻ đến quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.